Nguyễn Thiện Nhân giải cứu bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng như thế nào? Thực ra chuyện ông Trọng đột quỵ ở Kiên Giang căng thẳng hơn những gì người ta tưởng rất nhiều. Nhìn cảnh huy động trực thăng và sự vội vã khẩn cấp của Nguyễn Thiện Nhân, người hiểu chuyện sẽ thấy ngay đây là một cuộc giải cứu. Trước khi thăm Kiên Giang, Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị kẻ thân tín có thể ứng cứu cho mình. Vâng, ông rất cẩn thận khi vào hang Hùm để trực tiếp chứng kiến lực lượng hầu cận, nhận lấy những hồ sơ cần thiết mang về Hà Nội. Chuyến đi thăm chỉ là cái cớ, chuyện tiếp cận tài liệu để thanh tra cho bằng được mới là thực chất của chuyến đi. Sự căng thẳng đến tột cùng khi đích thân Tổng Bí thư trực tiếp yêu cầu Bí thư tỉnh ra hồ sơ, nếu sao thì xem như sự nghiệp của Nguyễn Thanh Nghị sẽ kết thúc và gia tộc Nguyễn Tấn Dũng sẽ không còn đất dung thân. Thế là bệnh đổ xuống đầu Nguyễn Phú Trọng ngay lập tức. Có lẽ Nguyễn Phú Trọng cũng đã phòng ngừa bất trắc khi sắp xếp chuyến đi, ông cũng căn dặn Nguyễn Thiện Nhân là phải ứng cứu nếu như gặp bất trắc gì. Và đúng như những dự tính xấu nhất của ông Trọng, sang ngày thứ hai, ông bất ngờ đột quỵ. Thông tin nội bộ cho biết, ông Trọng có chế độ chăm sóc đặc biệt của bác sĩ riêng và cứ một tuần hai lần, ông được bác sĩ giỏi nhất và tin tưởng nhất chăm sóc sức khỏe. Ông không có tiền sử bệnh cao huyết áp, nói chung sức khỏe của ông rất tốt, có thể đủ để tiếp tục một nhiệm kỳ nữa. Nói thế để mọi người thấy rằng ông Trọng bị đột quỵ do bệnh tật tự nhiên là rất khó. Và cũng xin nói thẳng, chữa trị bệnh đột quỵ thì Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đủ sức đảm nhiệm, không nhất thiết phải chuyển ông Trọng bằng trực thăng về Chợ Rẫy. Vì nếu chuyển ông Trọng lên Sài Gòn, phải mất thêm gần 2 giờ đồng hồ tính từ lúc xuất viện Kiên Giang và nhập viện Chợ Rẫy. Mà đối với người đang được cấp cứu, thời giờ là sinh mệnh, mất gần 2 tiếng di chuyển. Phương tiện chăm sóc không thể nào tốt bằng nằm tại chỗ, rồi điều ekip bác sĩ giỏi đến nơi. Thế nhưng khi chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, đoàn tùy tùng theo ông Trọng, trong đó có an ninh của Bộ Công an và bác sĩ riêng, đã chiếm dụng bệnh viện để đảm bảo an toàn cho Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, bác sĩ riêng giành quyền chữa trị và bác sĩ Bệnh viện Kiên Giang chỉ được phép chờ lệnh. Họ làm việc này không phải vì họ sợ tay nghề bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang yếu, mà họ sợ đây là những bác sĩ làm theo lệnh của cha con Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng nằm trong khoa nội B Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, với lớp trong là an ninh của Bộ Công an chịu trách nhiệm bảo vệ ông. Họ chiếm cứ phòng đặc biệt của ông Trọng. Họ chiếm cứ phòng đặc biệt của ông Trọng nằm và khu hành lang gần phòng này. Vòng ngoài là công an và an ninh Kiên Giang dày đặc. Không biết là để bảo vệ ông Trọng hay là để giữ chân đoàn y bác sĩ và an ninh riêng của ông Trọng. Tình hình vô cùng căng thẳng. Cả một đoàn đông đảo theo ông Trọng cảm nhận được vòng vây đang siết chặt. Vì thế an ninh đi theo ông Trọng mới gọi điện về Sài Gòn đề nghị Nguyễn Thiện Nhân xuống Kiên Giang gấp để mang ông Nguyễn Phú Trọng về Chợ Rẫy, lãnh địa riêng của Nguyễn Thiện Nhân, tiếp tục chăm sóc. Khi Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Nguyễn Thanh Nghị để ông Trọng về Chợ Rẫy cứu chữa, thế là yêu cầu được đáp ứng. Để an toàn cho mình và cho Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Thiện Nhân lấy lý do Nguyễn Thanh Nghị là người đứng đầu tỉnh thì không thể lánh mặt khi Tổng Bí thư lâm bệnh trên khu vực thuộc quyền quản lý của mình. Làm thế tức là tỏ thái độ ra mặt, sẽ bất lợi vì cả bộ chính trị sẽ không chấp nhận. Trong tình thế như vậy, Nguyễn Thanh Nghị chấp nhận phải đi theo ông Trọng lên Chợ Rẫy. Ông Nguyễn Thiện Nhân rất thông minh, ông ta đã đem bộ chính trị ra ngã giá với Nguyễn Thanh Nghị để đảm bảo rằng máy bay không có sự cố bị rơi. Và ai cũng biết quân khu 9 có lực lượng đóng ở Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, thêm một phần tỉnh Bạc Liêu, Rạch Giá, Cà Mau, gồm một phần tỉnh Bạc Liêu và Hà Tiên là sân nhà của anh ba, sẵn sàng nghe lệnh, chỉ cần một cái phất tay của anh ba Dũng là máy bay rơi ngay tức khắc. Đó là lý do vì sao Nguyễn Thiện Nhân và lực lượng an ninh bảo vệ Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Nguyễn Thanh Nghị phải lên trực thăng đi theo thì mới đảm bảo an toàn. Thế là tất cả được đưa ra máy bay cùng với Nguyễn Thanh Nghị để về Tân Sơn Nhất. Và từ Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Thiện Nhân chuẩn bị hơn 20 chiếc xe biển xanh và vô số cảnh sát bảo vệ dọn đường chờ sẵn. Tất cả lên xe và Chợ Rẫy thẳng tiến. Dù rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang hôn mê sâu, nhưng ông và đoàn tùy tùng đã thoát khỏi hang Hùm Nguyễn Tấn Dũng một cách ngoạn mục vì có sự giải cứu của Nguyễn Thiện Nhân kịp thời và đúng lúc. Nhân vụ tổng tịch đột quỵ, xem lại nhận định của dân oan Trịnh Bá Tư từ ngày đám tang Trần Đại Quang 27 tháng 9 năm 2018. Hai khóa thủ tướng với thực quyền và nhiều lợi lộc, bà X chắc chắn thế lực không nhỏ. Việc ông ta rút lui để hai người con trai bám chân trong chính trường chỉ là nước cờ thủ. Ai đọc bố già đều biết, khi kẻ thù liên thủ tấn công gia đình Klewan, bố già đã cầu hòa để dưỡng sức và phân hóa nội bộ đối phương. Việc bố già Klewan về hưu, giao quyền cho con trai cũng chỉ là kế hoãn binh.
Thực tế, bố con ông ta đã tạo một kế hoạch hoàn hảo để loại bỏ kẻ thù và thống lĩnh mafia Mỹ, rồi sau đó tìm đường rút chân ra, làm ăn theo luật pháp. Việc Bà X nhìn lão đầu bạc với ánh mắt căm thù và khinh bỉ cho thấy Bà X còn rất mạnh. Còn lão đầu bạc lờ đi như không có chuyện gì, cho thấy các bên đã hiểu nước cờ của nhau. Nhưng chống đỡ và ra đòn, sao cho kết quả là thắng chung cuộc thì chỉ có trời mới biết. Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019, mạng xã hội xôn xao trước tin Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong lúc đến và làm việc tại Kiên Giang, nơi được coi là cái nôi của gia tộc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo tin từ một Facebooker nổi tiếng, ông Trọng được đưa vào khoa nội B, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vào ngày 14 tháng 4. Cả rạch giá đang nóng rực, công an vây kín bệnh viện, các bác sĩ ở Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đang được điều xuống, Nguyễn Thiện Nhân cũng bay trực thăng. Blogger này còn cho biết thêm, đến 15 giờ 35 phút chiều cùng ngày, ông Trọng đã được đưa lên trực thăng để chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, tiếp tục điều trị. Đến 17 giờ 30 phút, các bác sĩ đã tiến hành chụp cộng hưởng từ não cho ông Trọng. Một số hình ảnh phổ biến trên Facebook chiều cùng ngày cũng cho thấy có rất đông công an mặc sắc phục, cảnh sát giao thông và dân phòng túc trực xung quanh khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhiều cán bộ nhân viên đang trong ca trực tại Chợ Rẫy cũng đã bị yêu cầu lập tức rời khỏi khu vực bệnh viện để Bộ Công an tiếp quản. Nguồn tin rò rỉ ra bên ngoài cho hay Nguyễn Phú Trọng được xác định là bị xuất huyết não nhưng không rõ có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Đột ngột đến Kiên Giang. Thông tin từ báo chí Việt Nam cho hay ông Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn cán bộ cao cấp Trung ương bất ngờ đến Kiên Giang vào chiều ngày 13 tháng 4. Đây dường như là chuyến đi đường đột không nằm trong lịch trình của Tổng Bí thư. Ngay khi vừa đặt chân đến Kiên Giang, Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm một số doanh nghiệp địa phương. Đến sáng ngày 14 tháng 4, ông Trọng tiếp tục đến làm việc với Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, đồng thời căn dặn tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn vì sắp tới yêu cầu ngày càng cao, nhiệm vụ rất nặng nề, còn nhiều khó khăn trăn trở. Đến khoảng 11 giờ trưa ngày 14 tháng 4, sau khi làm việc xong với Bí thư Nguyễn Thanh Nghị và các cán bộ chủ chốt của Kiên Giang, ông Trọng bất ngờ cảm thấy choáng váng và nhức đầu dữ dội, liền được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong 2 ngày làm việc tại Kiên Giang, người luôn phải có mặt bên cạnh Nguyễn Phú Trọng là Bí thư Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việc ông Trọng đột ngột ngã bệnh tại Kiên Giang, nơi được coi là cái nôi của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng, đã tạo nên những lời đồn đoán khác nhau trong dư luận. Đặc biệt là vụ việc xảy ra chỉ ngay sau vụ bắt giam đối với ông Phạm Nhật Vũ, em trai tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, liên quan đến thương vụ Mobifone mua AVC gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 7.000 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, được cho là người có vai trò chủ mưu trong thương vụ được coi là đại án này. Theo một số dự đoán, đích đến cuối cùng của ông Trọng nhắm đến là phải khởi tố cho bằng được bà Nguyễn Thanh Phượng, triệt hạ hoàn toàn tiềm lực kinh tế của gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Việc ông Trọng đường đột đến Kiên Giang nằm trong kế hoạch đã định sẵn, nhưng cú ngã bệnh của ông đã khiến cho mọi toan tính có nguy cơ đổ bể vào phút chót. Người tính không bằng trời tính là vậy. Nguyễn Phú Trọng nằm Chợ Rẫy, sống không bằng chết hay thù trong giặc ngoài. Bài viết của tác giả Trúc Giang được đăng trên trang Việt Nam Thời báo. Từ chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 4, cộng đồng mạng đã rộ lên tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện vì xuất huyết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tính đến nửa đêm về sáng của ngày 15 tháng 4, theo quan sát của nhóm phóng viên trang Việt Nam Thời báo, trước cổng số 1 và cổng cấp cứu trên đường Nguyễn Chí Thanh, Sài Gòn của Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đông đúc các lực lượng sắc phục. Cổng bên hông Bệnh viện Chợ Rẫy trên đường Thuận Kiều, toàn bộ cánh xe ôm thường thấy đã bị giải tỏa sạch. Tất cả những hình ảnh đó cho thấy dường như bên trong Bệnh viện Chợ Rẫy đang có chuyện gì đó. Nhiều đồn đoán cho rằng có lẽ lần này ông Tổng Bí thư chịu hạ sát thân ngáng đường cho giấc mộng công hầu là từ ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, tác giả của quy định 121/QĐ-TU về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo đó, nhân sự trước khi bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý và giới thiệu ứng cử và các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết luận phân loại sức khỏe. Đối với cán bộ chủ chốt như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, bác sĩ phải tiếp cận thăm khám sức khỏe hàng ngày. Bình luận về quy định 121/QĐ-TU, nhà quan sát chính trị Phạm Chí Dũng từng cho rằng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, một ban đảng vốn có vai trò khá mờ nhạt, nay bất thần nổi lên vị trí cực kỳ sung yếu, thậm chí là còn có vai trò sống còn đối với việc xem xét quan chức nào có đủ sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho đảng và dân tộc. Còn quan chức nào không đủ sức khỏe thì sẽ bị cho về nhà làm việc khác, chẳng hạn như làm người tử tế. Bản quy định về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao lại có thể phát sinh một tác dụng phụ,
Khi chỉ đạo ban hành quyết định này, Tổng Bí thư Trọng đã quá tự tin. Tự tin đến mức ông có thể không mấy quan tâm đến những phản ứng có thể phát sinh hoặc là nổ ra trước những quy định mang dấu ấn đặc thù của ông Trọng và chỉ được làm bởi một nhóm nhỏ quan chức. Không thể lường trước được là tác dụng phụ trên có thể diễn biến thế nào hay mức độ nguy hiểm của nó ra sao. Từ trong nhà tù, chắc chắn ông Nguyễn Bắc Son, người bị cho thôi chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, lúc nhận tin ông Tổng Bí thư phải cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong lúc ông đang công cán tận Kiên Giang, ông Son sẽ nhớ lại hôm họp báo chính phủ vào chiều ngày 31 tháng 7 năm 2015. Ông đã trả lời báo chí rằng uy tín, sức khỏe, hình ảnh của các vị lãnh đạo là tài sản của quốc gia nên phải cung cấp thông tin kịp thời khi cần thiết. Tại buổi họp báo chính phủ chiều ngày 31 tháng 7 năm 2015, ông Nguyễn Bắc Son đã khẳng định rất hùng hồn rằng không có vùng cấm gì cả. Lãnh đạo đảng, nhà nước là người của công chúng. Khi có sự việc gì thì nên chủ động cung cấp thông tin, không giấu mà phải cung cấp. Vậy thì tại sao đảng và nhà nước không chủ động tin tức về sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở chuyến công cán tại tỉnh Kiên Giang ngày 13 và 14 tháng 4 năm 2019? Liên quan đến câu chuyện sức khỏe, lúc phát biểu trước Quốc hội sau lễ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ lo lắng sau khi lẩy hai câu kiều: nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay. Ông nói: trình độ năng lực hạn chế của tôi là rất rõ, hiểu biết là không đáp ứng được yêu cầu, cho nên thật tình là rất lo. Trong khi đó thì tuổi tác đã lớn, như Bác Hồ đã nói là khi người ta tuổi tác càng cao thì sức khỏe càng thấp. Điều đó không có gì là lạ, tôi luôn chuẩn bị sẵn tinh thần ấy. Trong trường hợp sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng không kham nổi những chức vụ của đảng và nhà nước thì quả sẽ là bi kịch sống không bằng chết khi trên giường bệnh ông luôn phải chất chồng lo sợ cảnh thù trong giặc ngoài đang xâu xé đảng cộng sản mà ông cả đời tôn thờ. Quả là người tính không bằng trời tính.